bị lộ thông tin trên web phim người lớn theo đó một lỗi xác thực trên trang web phim người lớn lutus vừa bị phát hiện lỗi xác thực này cho phép các tin tặc có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của tất cả người dùng lutus tại đó tên người dùng địa chỉ email cá nhân địa điểm nhật ký hoạt động giới tính lượng thích các bình luận hay những nội dung đã xem của 1,2 triệu người đã bị tiết lộ đa phần số người dùng này tới từ đức pháp nga ba lan bên cạnh đó là một lượng không nhỏ tới từ malaysia úc brazil và ý theo thống kê, khoảng 20% người truy cập Lotus sử dụng tài khoản giả. Tuy vậy, điều này cũng đồng nghĩa khoảng 800.000 tài khoản xịn hiện có thể đang ở trong tay lũ tin tặc. Do đây đều là những thông tin nhạy cảm, việc dữ liệu người dùng của một web phim người lớn bị lộ có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Kẻ nắm trong tay các dữ liệu này có thể dùng nó để uy hiếp các chủ tài khoản bị lộ lọt dữ liệu. Những người này cũng dễ phải đối mặt với các hành vi bị quấy rối, tống tiền lỗ hồng với website của Lutsus được các chuyên gia an ninh mạng Mentor phát hiện ngày 15 tháng 8. Tuy vậy phải đến 4 ngày sau, nhà điều hành Lutsus mới hoàn tất việc vá lỗ hồng này. Việc chậm trễ vá lại lỗ hồng này khiến nhiều người sử dụng Lutsus cảm thấy bất an. Đó là chưa kể, sẽ có những tin tặc phát hiện ra chúng từ trước đó.